Thưa quý vị, vụ việc cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở tỉnh Thái Bình đang để lại nỗi thương xót trong mỗi chúng ta. Và thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin được chia buồn sâu sắc với gia đình cháu bé. Và thực sự khi tiếp cận với những người thân của cháu, nhóm phóng viên VTC14 càng thương xót hơn khi cháu bé được sinh ra trong hoàn cảnh rất nhiều thiệt thòi. Cả ngày hôm nay, bà ngoại cháu bé không rời vị trí này nửa bước. Thi thể đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, ngày nào cũng nói câu cháu yêu bà nhất. Mới sáng hôm qua bà vẫn được dắt tay cháu, ôm ấp cháu, thì hôm nay đã âm dương cách biệt. Rồi mình ôm cháu mình, ướt hết người, ướt hết, nó sợ quá, nó đái hết rồi quần rồi. Máu mũi nó ông ra rồi ấy. Cháu sạch sẽ đẹp trai như vậy rồi. Bây giờ làm sao? Sao các cô lại như thế này? Các cô này không có trách nhiệm gì này. Lúc đấy gọi điện mà không được đón được cháu thì cô mới bảo để cháu xem thì nó xem xác nó cháu tôi trên ô tô. Cháu Huy ở với bà ngoại từ bé để mẹ đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bố mẹ cháu chia tay nhau từ lâu. Tối nay, mẹ cháu mới về đến Thái Bình. Mẹ đi làm xa, bà ngoại chính là người mẹ thứ hai của bé Huy. Thường ngày, xe của nhà trường sẽ đưa và đón trả về nhà cho phụ huynh. Nhưng vì hôm qua là lễ tổng kết năm học, nên phụ huynh phải đến trường đón con. Vào chiều qua 17 giờ, cậu của cháu tên Đức Anh đã đến trường đón cháu, nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu. Mẹ chăm cháu còn đi kiếm tiền con nuôi con. Lúc nào nó bảo mẹ ơi mẹ khỏe mẹ lo cho ớt đi. Chứ mẹ mà ốm thì con sợ lắm, thì ớt ai lo cho. Lúc nào nó cũng sợ nó ốm à. Không ai lo cho nó, con nó. Rồi ơi. Sao các cô lại vương đứng tâm như thế rồi ơi, trách nhiệm của các cô ở đâu? Ôi trời, lúc tôi gọi với cô ấy làm sao cậu đón cháu không được thì cô mới bảo để bà ơi, để con xem. Nó để cháu tôi từ 7 giờ ngồi trên ô tô đến hơn 5 giờ thì cháu tôi sống làm sao. Vừa đói vừa khát lại sợ được rồi, thằng đấy nó rát lắm à. Theo bà ngoại nạn nhân, bé Huy vào học trường mầm non Hồng Nhung được hơn 2 năm. Với kinh phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm đưa và đón. Mẹ của Huy chọn dịch vụ này để cả nhà không phải vất vả trong việc đón đưa cháu. Gia đình cho biết thêm, từ trước tới nay, rất ít khi trường Hồng Nhung thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón. Thời gian gần đây thì tuyệt nhiên không có việc ký kết gì khi đón nhận trẻ. Ngay việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không cũng không có. Cụ thể, ngày cháu Huy gặp nạn, không có bất cứ thông tin nào gửi về cho bà. Liên quan đến vụ cháu bé 5 tuổi trường mầm non Hồng Nhung, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường dẫn đến tử vong. Vào tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp khẩn ngay trong đêm, yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Ngay tối hôm qua, đồng chí chủ tịch Ủy ban tỉnh, đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó giám đốc công an tỉnh và các lực lượng và đồng chí trưởng công an thành phố và tôi đã chỉ đạo công an là thực hiện đúng theo quy trình pháp luật, xử lý nghiêm đúng quy định, và ngay trong đêm thì lực lượng công an đã thực hiện cái quy định để khởi tố người cố ý đến dẫn đến làm chết người. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng giao Ủy ban thành phố Thái Bình, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư cùng các bên liên quan phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho cháu bé được chu đáo, trọn vẹn để phần nào vơi bớt nỗi đau thương, thiệt thòi. Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Nghiêm đã chỉ đạo các cơ sở ban ngành xem xét, nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành để có những đề xuất tham mưu chế độ bảo trợ nếu có đối với những trường hợp gặp nạn là trẻ em dưới 5 tuổi. Vụ việc cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên và tử vong đau xót trong ô tô đưa đón học sinh của trường mầm non thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình hoạt động, sự an toàn của những chiếc xe mà vốn sinh ra để đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường.
Trả lời VTC14, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, đơn vị sẽ rà soát lại hoạt động quy trình đưa đón học sinh của những chiếc xe hợp đồng này. Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình cho biết, chiếc xe mang biển kiểm soát 17F00091 được đăng ký tại Thái Bình, nhưng giấy phép hoạt động lại được cấp ở Hà Nội. Đơn vị này đang rà soát tìm hiểu kỹ hơn về tính pháp lý liên quan đến chiếc xe và đơn vị quản lý xe. Đây tai nạn rất là thương tâm, cho nên trách nhiệm của chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Thông Vận tải Hà Nội để chấn chỉnh các cái doanh nghiệp trong cái việc chấp hành các cái quy định về kinh doanh vận tải nhằm tránh những cái sự cố đáng tiếc như đã xảy ra. Với trách nhiệm của ngành giao thông vận tải thì chúng tôi sẽ tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái văn bản chấn chỉnh các cấp các ngành làm sao khắc phục được cái tình trạng mà xe đưa đón học sinh xảy ra những cái tai nạn như này, để làm sao thời gian tới cái công tác phục vụ của xe đưa đón học sinh sẽ ngày càng có cái hiệu quả tích cực và ngăn chặn được những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, và chấn chỉnh các cái cơ sở quản lý nuôi dưỡng các cháu, đặc biệt là đưa đón các cháu. Thì Ủy ban tỉnh có văn bản đã chỉ đạo giao cho các sở ngành, các đơn vị phải rà soát kiểm tra lại và thực hiện đúng cái quy định về được đón rước trẻ. Ngày hôm nay, nhiều đại biểu Quốc hội cũng mong muốn luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được Quốc hội xem xét sẽ quy định chặt chẽ về quản lý xe đưa đón học sinh cho phù hợp với thực tiễn. Theo các chuyên gia, trách nhiệm của nhà trường trong vụ việc này là không thể chối bỏ vì sự việc xảy ra trong khoảng thời gian học sinh đến trường. Ngoài ra còn có trách nhiệm của những người liên quan như lái xe đưa đón học sinh. Một số chuyên gia đề nghị cần phải có sự thay đổi về thiết kế xe chở học sinh mầm non theo hướng chuyên biệt, khác với xe chở khách, để trong trường hợp bất khả kháng hoặc có tình huống xảy ra, người bên ngoài vẫn nhìn thấy người mắc kẹt ở bên trong. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà cho thuê trọ trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 24 tháng 5 vừa qua làm 14 người tử vong, chưa lắng xuống. Thì sáng sớm ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn nhà trọ tiếp tục xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông. Nhưng may mắn lần này, 9 người dân đã được cứu thoát. Và sau những vụ việc nêu trên, thì nhiều ý kiến đề xuất cấm nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và cho thuê trọ đông người. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cần những cái quy định chặt chẽ và phải có phương án, giải pháp phòng cháy và ngăn cháy đối với những hộ kinh doanh loại hình nhà ở này. Vậy nên ứng xử với nhà ở kết hợp kinh doanh thuê trọ ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây của phóng viên VTC14. Theo số liệu của Công an Hà Nội, trên địa bàn thành phố còn 31.239 nhà trọ, 39.214 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Đáng chú ý, để tăng thêm thu nhập, ngoài việc cho thuê phòng trọ đơn thuần, nhiều hộ dân còn tận dụng khu vực tầng 1 để kinh doanh, sản xuất, dù nhiều loại hình kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Tiến sĩ Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hiện nay, những nhà ở riêng lẻ kết hợp đa mục đích vừa ở, vừa cho thuê, pháp luật không cấm. Tuy nhiên, cùng với việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, còn rất nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn cho các khu trọ, nhà trọ thấp tầng vẫn chưa được hoàn thiện. Tổng rà soát chỉ là một cái hoạt động để chúng ta có được cái bức tranh toàn cảnh về số liệu, về thực trạng, về điều kiện phòng cháy cháy. Còn cái việc mà bức tranh toàn cảnh đó để chúng ta phân tích ra là cái nhà này đủ điều kiện, nhà kia không đủ điều kiện, khu vực này an toàn, khu vực kia là nguy cơ cao, thì phải có một cái sự phân tích về mặt pháp lý, về mặt khoa học, về mặt kỹ thuật, về phòng cháy. Và từ cái phân tích đó phải đưa ra giải pháp và phải có lộ trình, phải có nhân lực, phải có tài chính, phải có cơ chế phối hợp để làm sao mà từ cái bức tranh đó, từ cái nhận thức đó, từ cái số liệu đó, từ những giải pháp được đưa ra thì phải tổ chức thực hiện nhanh chóng để làm sao mà khi người dân sống trong ngôi nhà của mình hoặc là đi thuê ở cái nơi cư trú hợp pháp của mình thì phải được an toàn. Còn theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, nhà trọ, chung cư mini là loại hình phổ biến hiện nay ở các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội, đáp ứng nhu cầu lớn của học sinh, sinh viên, người lao động. Tuy nhiên, loại hình này đang tiềm ẩn nhiều bất cập, tồn tại về phòng cháy chữa cháy,
Do đó, để ngăn chặn những vụ cháy tương tự có thể xảy ra, cần những chế tài mạnh mẽ hơn nữa từ chính quyền địa phương để chủ đầu tư khắc phục tồn tại, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Khi chưa đủ điều kiện thì chúng ta có thể căng biển là không đủ điều kiện, thậm chí là hạn chế việc đi lại bằng các cái rào chắn. Như vậy nếu mà ở những cái nơi ở hay là những cái chung cư mini mà còn thiếu những cái điều kiện an toàn thì chính quyền địa phương phải có những cái chế tài, phải có cái quyền năng để thực hiện, thì những cái quy định, những cái sáng kiến, những cái mà thảo luận giữa chủ đầu tư và những người ở mới có hiệu lực. Các chuyên gia cũng cho rằng thay vì cấm nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và cho thuê nhà trọ đông người, cơ quan quản lý nhà nước cần yêu cầu chủ đầu tư xây dựng phương án, giải pháp phòng cháy và ngăn cháy, nhất là an toàn về lối thoát nạn hay hệ thống điện. Cái mà ai cũng phải biết là quy định về lối thoát nạn khẩn cấp là phải có, phải đảm bảo. Thứ hai là hệ thống điện là phải đảm bảo an toàn cho cái người sử dụng. Cái thứ ba là trang bị các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy cần thiết. Cái thứ tư là có những cái quy định bắt buộc là đảm bảo cái khoảng cách, đảm bảo khoảng cách để chống cái việc mà ngăn cháy lan giữa các cái khu vực nguy hiểm cháy nổ, hoặc là ví dụ như là xe máy, ví dụ như là nguồn lửa, nơi phát sinh nguồn lửa nhập với cái khu vực ở khu vực kinh doanh. Chỉ trong chưa đầy một tuần đã có 2 vụ cháy nhà ở kết hợp với phòng trọ xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Điều này một lần nữa là lời nhắc nhở, cảnh báo đối với người dân, nhất là trong thời điểm mùa hè nắng nóng. Những hiểm họa cháy nổ đối với loại hình nhà này hoàn toàn có thể lặp lại nếu như các lỗ hổng về phòng cháy chữa cháy không sớm được khắc phục, ngăn chặn.